Uầy, cái gì đây mọi người ơi? Wow, rất là nhiều đồ chơi đây mọi người này. À, mình phát hiện đây có một nhất rất là rất nhiều đồ chơi mọi người này. Đây là cái gì đây mọi người ơi? Đây là một chiếc xe ô tô này, một chiếc xe con mọi người nhá. À, xe này chạy bằng pin mọi người này. Wow, nhưng mà bây giờ không có pin mọi người ơi. Rất tuyệt vời luôn mọi người nhá. Wow, thích thế, cho vào gió này. Ô, đây là còn cái gì đó mọi người này. Wow, một chiếc xe này. Cái gì đây? Cái này quay 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 mọi người này. Đây là cái gì đây mọi người? À, đây là một chiếc xe trộn bê tông mọi người này. Đấy, trộn bê tông này, trộn xi măng này, xe bồn đấy mọi người. Xe này xe trộn xi măng nhá. Xe chở xi măng đấy mọi người, xi măng tươi đấy mọi người. Xe chở xe trộn bê tông này. Wow, thích thế. Cho vào gió này. Uầy, ôi giời ơi. Cái gì đây? Một chiếc máy bay. Wow, rất là đẹp luôn mọi người này. Trời ơi, à ha, thích thế. Wow, một chiếc một chiếc máy bay mọi người ơi, tuyệt vời lắm mọi người ơi. Cho bao rủa nào. Cái gì đây? Oh, một con gì đây mọi người ơi? À, con này. À, con này là con dê mọi người ơi. À, thích. Đúng rồi mọi người ơi. Con này con dê nhá, rất tuyệt vời luôn. Cho vào rủa này. Để xem nào. Chắc chắn hôm nay ở đây rất là nhiều đồ chơi rồi mọi người này. Hey, cái gì nữa đây? Trời ơi, con gì đây mọi người ơi? Con này là con cá gì đây? Con gì đây? Con này con cá mập mọi người ơi. À, con cá mập mọi người nhá. Chà, nó kinh thế mọi người này. Trời ơi, cá mập này à, mà xuống biển là nó ăn thịt người đó mọi người ơi. Sợ thế. À, nhưng mà tại sao hôm nay lại ở trên cạn quá? Cạn à? Ha ha, thích quá. Cho nó vào rúa luôn. Hey, một cái chiếc xe gì đây? Trời ơi, đây là một chiếc xe máy ủi mọi người nhá. Nhanh, nhanh, nhanh. À, thiết kế rất là đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn thấy không? Rất tuyệt vời luôn. À, đằng sau là có cái cào đó mọi người này. Cái cào đất mọi người này. Ở đằng trước là ủi đất mọi người này. Múc đất này, đó. Rất là công dụng luôn. Cho vào gió này. Xe gì đây? À, cũng là một chiếc xe máy ủi. À, mọi người ơi, rất là tuyệt vời luôn. Xe máy cào nhá, cào đất này, xe máy cày đất này, đó, cái xe này rất công dụng luôn. Thôi mình hôm nay mình tạm thời gọi nó là xe máy ủi mọi người nhá. Cho nó vào gió này. Cái gì đây? Uầy, một con bọ mọi người ơi. Một con bọ, gì đây mọi người ơi? À, tại sao nó ở đây mọi người nhờ? Ai, con này là con bọ cánh cứng mọi người này. À, con bọ cam mọi người này. Rất là nhiều người gọi con bọ này rất là khác nhau mọi người này, tùy từng vùng mọi người nhá. Đây, con bọ cánh cứng đi. Đó, nó cái này nó rất là cứng mọi người này. Đó, cái màn nó rất là cứng luôn. À, nó có 3 cái chân, 6 cái chân. À, 4 cái tua đằng trước mọi người này. Đó, rất kinh luôn mọi người nhá. Cho vào rủa này. Trời ơi, lại cái xe gì đó mọi người ơi. Trời ơi, đây là một chiếc máy bay nữa mọi người này. Wow, rất thú vị luôn. Để mình xem có bay không nào. À, bay được mọi người này. Trời ơi, tuyệt vời không? Wow, xoay này. Rất thú vị mọi người nhá. Thích là thích thế mọi người ơi. Uầy, mình cho vào gió luôn. Hì, thích thế. À, để xem nào. Lại đây xem nào. Có còn gì. Ôi ôi, đây. Còn đồ chơi mọi người này. Ai, ôi đồ chơi mọi người này. Ô, đây là một con sư tử mọi người, đúng không? Đây chắc chắn là một con sư tử rồi. Rất tuyệt vời luôn mọi người nhá. Wow, cho vào gió này. Đây là cái gì đây? Ai, một chiếc xe tải mọi à, không phải mọi người ơi, đây là chiếc xe cần cẩu mọi người nhá. Nó có cái móc ở đây mọi người này. Đó, đây là nâng hạ, nó móc lên móc xuống mọi người này. Đây là chiếc xe cần cẩu nhá, thích không? Cho vào xe này. Đây là chiếc cái gì đây? À, đây là một con tôm mọi người ơi. Wow, con tôm này sao lại lên bờ mọi người này, thích thế. Trời ơi, thú vị chưa? À, đây là cái gì đây? Một chiếc xe cảnh sát mọi người ơi. Spotlight này, xe cảnh sát mọi người nhá. Wow 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 wow. Trời ơi, thích thế. Chua vào gió này. Cái gì đây? À, lại một chiếc xe. À, cái này rất hay mọi người này. Gỡ ra nhá, bắt đầu kẹp lấy những cái vật liệu sau nâng lên là chạy mọi người này. Wow, xe này là xe kẹp mọi người này. Đó, tạm đại khái là nó là dòng xe vận tải. Xe kẹp mọi người nhá, rất tuyệt vời luôn. À, có mấy đặt đấy, mọi người thấy chưa? Cái này nó há ra này, nó kẹp một cái gì đấy nâng lên, rồi nó nhả ra.
đa số là vật những cái vật tròn mọi mọi người nhá. Cho vào à gió luôn này, thích thế. Ây, có quản đồ chơi nó không đây? Ui dồi ôi, không quản đồ chơi nó mọi người. Ây, cái gì đây? Ui, cái gì thích thế? Trời ơi, này là cái gì đây mọi người này? Ui, đây này, đây nhá, đây là một cái gì đây mọi người này? Wow, đầu tiên là một khẩu súng rất là dài luôn. Trời ơi, thích thế này. Lại còn có cái đây này, cái này là các cái bộ phận của súng mọi người này. Đây, đạn này. À, súng này súng bắn đạn bi mọi người nhá. Đây, à, có cả siêu nhân này. À, cả cả anh hùng siêu nhân đang bảo vệ khẩu súng mọi người này. Thấy chưa? Đấy, thì mọi người thấy chưa? Có cả siêu nhân nữa mọi người nhá. Thích thế. À, mình sẽ mang về mình thử gỡ xem cái trò chơi này chơi thế nào mọi người nhá. Hai, hôm nay mình sẽ kết thúc cái video tại đây nhá. Hai, các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Xin chào tất cả các bạn trong những video tiếp theo.